Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí nha, đến từ đồ xưa tuyển chọn Gò Vấp. Hôm nay lên một chiếc đồng hồ treo tường cho anh em mình tham khảo ha. Thì như trước mặt anh em thấy á, đây là một chiếc đồng hồ rất là đẹp anh em ha. Và như tiêu đề em miêu tả anh em thì những cái chiếc đồng hồ như thế này á, anh em mình để bày chơi xem giờ cực kỳ hay anh em ha. Và cái con đồng hồ này nó có cái gì đặc biệt anh em? Anh em mình cùng với em đi soi xem nó như thế nào nha. Trước tiên cũng như mọi khi em xin báo về thương hiệu, cấu hình cũng như là kích thước của em nó. Con này thì đến từ nhà Odo anh em. Odo là một cái thương hiệu nó quá là thân quen anh em ha. Và là một trong những cái thương hiệu mà gọi là câu cửa miệng của giới chơi đồng hồ anh em. Cứ ai mà cứ đụng vô mà hỏi thấy đồng hồ cổ, hỏi biết đồng hồ Odo không? Đồng hồ Odo. Cho nên là làm gì làm thì Odo vẫn là một cái thương hiệu gì đó nó rất là được ở người Việt mình ưa thích anh em ha. Con này cấu hình của nó là hai lỗ anh em, chơi một rong anh em ha, điểm chuông là 30 phút chạy tuần. Thì như em có nói thì những cái con đồng hồ như này anh em mình bày chơi xem giờ rất là hay. Và đặc biệt thì cái con đồng hồ này nó còn rất là mới anh em, nó mới mà nhìn nó phê lắm anh em. Anh em thấy nó rất là đơn giản ha, bày chơi rất là đẹp đó. Rồi, mỗi chiếc đồng hồ đều có cái mã số anh em. Con này nó là con 2L024 anh em ha, 2L024. Cái thước chiều ngang tổng thể, chiều cao tổng thể của nó là 54, chiều ngang là 41, chiều sâu là 17 cm anh em ha. Đó. Giá giao lưu là 3.900.000 đồng anh em ha. 3.900.000 đồng bao gồm gì anh em? Bao gồm bảo hành máy lên đến 5 năm toàn quốc nha anh em. Anh em lưu ý đó, làm gì làm phải có hai cái chữ này nha anh em. Anh em mua bất cứ đồ đồng hồ đó, hoặc là như thế nào á, chơi đồ xưa đồ cũ anh em, thì quan trọng nhất là hai cái chữ này ha. Em không có dùng cái từ là bao chạy hay hỗ trợ gì hết nha anh em. Bảo hành là đúng nghĩa, bảo hành hư là sửa là miễn phí nha anh em. Đó, bảo hành mãi lên đến 5 năm toàn quốc nha. Đó, quan trọng lắm nha anh em. Cái này nè, hai cái chữ nè. Anh em lưu ý nha, chơi á chỉ có hai cái chữ đó mới thể hiện được là cái chiếc đồng hồ nó được như thế nào anh em ha. Đó, được đảm bảo từ người bán đó. Và 3.900.000 bao gồm nữa gì nữa anh em? Bao gồm là bao ship toàn quốc nha. Đó, còn anh em nào ở khu vực Sài Gòn là bên em giao lắp tận nơi ha. Em ở Gò Vấp Sài Gòn cho nên là sẽ hỗ trợ cho anh em về chơi ở giao lắp tận nơi khu vực Sài Gòn. Còn anh em nào ở xa, ở tỉnh thành xa thì bên em sẽ ship tận giường cho anh em ha. Đó. Và đương nhiên thì những cái mà thước cân bằng hay cho dầu là lúc nào cũng có anh em ha. Lúc nào cũng có đó. Rồi đi soi anh em ơi, con này đẹp lắm anh em ơi. Đó, mang cho mình một cái màu nó rất là tươi anh em. Đó, một cái màu nó vàng vàng, nó tươi lắm anh em. Nhìn nó, đó, nó vàng màu vàng vàng. Đó, tươi lắm, tươi tắn, xinh xắn anh em ha. Đó, điều đầu tiên nhất là gì anh em? Nó phải đẹp cái đó. Nó phải sạch. Đó, sạch đẹp. Anh em lưu ý nha. Đó, chơi ha, mấy nay thì anh em mình đem đồng hồ đó, mọt nhiều lắm, mọt em không có nhận nha anh em, mọt anh em để ý, lưu ý mọt. Đó, nó phải sạch đẹp như thế này anh em. Đó, anh em rồi coi xem cái tay của em sạch không, sạch đẹp không nè. Đó, rồi đây là anh em thấy mà, đây là gỗ sồi anh em ha. Đó, gỗ sồi. Đó, gỗ thịt ha. Đó, anh em coi cái vần sồi. Đó, vần sồi nhìn vô thấy à, xé cuộn. Và cái con đồng hồ này anh em, cái điểm nhấn của nó chính là nó đục chìm một cái họa tiết hoa lá ở đây rất đẹp anh em. Đó, rất là dày dặn anh em ha. Đây, đó, họa tiết hoa lá đục tài, nhìn nó rất là dày dặn anh em, nhìn nó hay đó anh em. Đó, đây đó. Rồi ở đây thì nó sẽ có những cái đường song song, những cái đường chỉ anh em ha, kẻ đục chìm hết. Và wow, cái vân sồi này nó xé đẹp lắm nè. Đó, nó xé nè, em có cái mắt của nó. Đó, đây là cái cánh ở bên trái nè ha. Đó, em là thì tối không bán hàng qua một hai tấm hình anh em ha. Tất cả phải được làm video clip rõ ràng gửi đến em. 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu, 1 tỷ gì nó cũng như vậy anh em. Nó đều là con đồng hồ ha. Và đều được trân trọng như nhau anh em. Anh em thấy đẹp không nè. Đã rồi nè. Anh em coi mấy cái mắt, mắt sồi đó, chơi gỗ anh em mà mình thấy được những cái vân gỗ đẹp lắm. Đây dành cho anh em mình đi những cái tông màu ở nhà nó màu sáng anh em ha. Ví dụ cái nội thất anh em mình chơi cái màu nó vàng vàng xíu đó, màu nó nhạt nhạt á đó, thì anh em chơi mấy con như thế này để cho nó đồng bộ rất đẹp anh em ha. Đó, anh em thấy cái vân sồi
con sò này, con sò này, đã không nè, đó, sạch sẽ ha. Chơi vậy á nàng biết rồi, mình đem đồ đẹp ở nhà mình chơi á, mình bày chơi á là nó sẽ đẹp ngôi nhà mình em ha. Đó. Rồi đây là cái phần hông ở bên trái nè, phần hông bên trái cũng là con sồi nè ha, con này là phun sồi ha. Rồi đây là cái phần hông bên phải nè, rõ ràng và minh bạch anh em ha, 2024 rồi. Đó, người mua cũng vui, người bán cũng vui, người mua cũng vui, không có gì mập mờ hết. Đó, đây là phần đáy. Đó, em quay rất là rõ và chi tiết nè em ha. Đó, rất là rõ và chi tiết. Đây sử dụng hai móc. Đó, đây sử dụng hai móc. Đó, anh em coi cánh cửa của nó. Wow nè, nói không? Rồi, đây là kiến hoa văn anh em ha, kiến hoa văn zin. Đó, đây trên này là mặt vuông. Đây nó hình chữ nhật anh em, nhưng mà anh em mình hay nói là những cái con odo vuông á, cái con những cái con như thế này, cái thùng nó sử dụng chung cho mấy con odo 62 508 búa anh em ha. Đó. Hoặc là odo sonodo rồi đó, là nó sử dụng chung ha, chung một cái thùng. Đó, đây. Đó, bản lề. Đó, bản lề. Đó, bản lề. Đó, từng chi tiết một anh em ha, từng chi tiết. Rồi tới cái mặt số anh em, mặt số đá nè. Anh em nên nhớ ha, viền vàng. Đó. Mặt vàng anh em ha, quả lắc vàng nha anh em. Đó, kim lá lúa đặc trưng anh em ha. Đó, kim bằng nghĩa là mặt số. Đó, đó logo. Đó, logo đẹp không nè, logo đẹp. Đó, đây. Để em coi, từ từ, sôi từ từ, sôi từ từ, có mặt. Đó, em có mặt số. Tươi không nè. Đó, tươi không. Đó, từ từ thôi, coi từ ha. Đó, anh em thấy không mà, đó, đồ zin nè, đó, đồ zin nè, zin nè. Làm gì làm anh em chơi đồ zin nhìn nó phê lắm nè. Phê chữ nghĩa đó, đầy đủ hai lỗ đó mà tôi vô nè, logo đồ đó, đúng đời 62 nè ha, thì lá lúa rồi mà. Rồi ốc cầu, ốc cầu, ốc cầu đó, kiểm tra từng con ốc anh em, ốc cầu đó. Rồi đây là cái quả lắc anh em, quả lắc mai rùa, quả lắc vàng anh em ha. Ở trên nếu mà màu trắng á, nền trắng á, thì ở dưới nó sẽ màu trắng anh em. Ở trên mà nền vàng là ở dưới nó sẽ màu vàng anh em ha. Đó, là một cái sự đồng bộ nha anh em. Quả lắc mai rùa đẹp không anh em? Đó, anh em thích đem cục vàng này về ha, một cây mai vàng, đó. Một cây mai vàng về chơi rất đẹp nha. Còn quá trời đã anh em ha. Rồi đây chìa khóa zin odo nè ha, chìa khóa zin odo đây. Rồi ốc chân tường anh em, ốc chân tường cái này là rất là quan trọng nha anh em, hai con ốc chân tường này là cực kỳ quan trọng nha. Đó đây, anh em lưu ý nha, thứ nhất là nó để cái cố định khi mà anh em mình lên dây nó không bị sụp xịt ha, thứ nhì nữa là nó sẽ cân bằng cái con đồng hồ nha anh em, nó sẽ cân bằng con đồng hồ. Đây ốc khóa tờ lắc, khóa của lắc đẹp hơn em. Rồi đây là cái cuốn hướng dẫn sử dụng hay là catalog gì đó anh em. À đây là cái tờ giấy bảo hành anh em, warranty. Đó, được mua 5.165 anh em ha. Đó, được mua 5.165. 1965 là hôm nay nó nhiêu tuổi vậy ta? Đó. 1965 nha anh em. Mấy cái này anh em có thì cũng vui anh em ha, mà không có cũng không sao. Chứ phải có mấy cái tờ giấy khai sinh này cái là mắc hơn vài triệu nha anh em. Đó, có cũng được mà không có cũng không sao. Điều khi về nó còn có, nó còn tờ giấy thì bỏ tờ giấy cho anh em mình chơi. Anh em mình để sưu tầm, không có là thôi anh em. Quan trọng nhất là cái máy đồng hồ thôi. Còn cái này chứ không phải có tờ giấy này cái mắc hơn 1-2 triệu hay gì kia, hay là nó sẽ dữ dằn hơn hay là nó không khó nha. Đồ xịn là nó sẽ xịn lên nè. Đó. Rồi, đây cũ 121 anh em. Đó, anh em ạ. Đó, cũ 121. Rồi, mời anh em xem chi tiết phần máy.
anh em xem chi tiết phần máy này thấy sao ạ? À, nó chạy một chiếc máy Odo 24 đời 62 rất đẹp anh em ha. Trời ơi, nhìn cục máy quá trời quá đất luôn. Không ngon, nó quá mới nè mà. quá mới nè. Cảm ơn cái người chủ cũ đã giữ gìn anh em ha, đã giữ gìn cho mình cái người chơi sau á được một cái chiếc đồng hồ á mà nó trải qua mấy chục năm mà nó còn đẹp như thế này anh em. Đó, rất cảm ơn nha. Và chiếc máy là trái tim con đồng hồ anh em ha. Nó cần phải được bảo dưỡng kỹ trước khi giao lưu. Đó là quy trình bắt buộc anh em và nó cũng là một sự khác biệt nha. Chiếc máy là được bảo hành lên đến 5 năm toàn quốc nha anh em. Anh em lưu ý cái vấn đề bảo hành trên đồng hồ là cực kỳ quan trọng nha anh em. Đó, làm gì làm thì bảo hành nó sẽ thể hiện được là cái giá trị của con hồ và cái trách nhiệm của người bán đối với người mua ha. Đó. Rồi, con này thì nó quýnh tàn tàn mà nó quýnh hay lắm anh em. Đó, bộ gọng quýnh lớn. Đó, quýnh một cây thôi. Chơi như ông tay đánh chuông vậy đó. Rồi. Anh em mình nghe nha. Đó. Điểm chuông 30 phút rồi nè. Tàn tàn. Đó. Quýnh là giật mình nha anh em. Quýnh giật mình nha, quýnh giật mình nha. Quýnh 11 tiếng anh em ha. Odo anh em, tại sao mà cái thương hiệu này mà nó được nổi tiếng anh em? Đó chính là cái âm chuông anh em ha. Chơi Odo ai cũng chơi âm chuông hết á. Mặc dù nó quýnh một cây thôi, nó quýnh một cây gông thôi, nhưng mà nó quýnh cũng rất là hay so với những cái con đồng hồ khác anh em ha. Đó, cho nên bộ gông của đồng hồ Odo nó là linh hồn ha. Đó, cho dù cái con đồng hồ, nhất là những cái con đồng hồ Odo mà chơi nhạc anh em, mà cho dù nó đẹp cỡ nào đẹp nhưng mà cái bộ gông nó hót không hay á là nó sẽ mất giá trị anh em ha. Đó, treo đô là nó phải hót. Tại vì cái con đô anh em nó không có gì khác biệt so với con đồng hồ khác anh em. Đó, từ máy móc thân gió phụ kiện nó không có gì khác cái con đồng hồ khác hết. Nhưng mà cái âm của nó rất là hay. Đó, nhưng mà cái bộ gông mà nó xuống rồi á là bắt đầu là cái con hồ mà đô mà nghe mà cái âm nó quýnh mà nó chán chán đó là thôi thua luôn. Mất giá trị con hồ anh em ha. Cho nên là cái bộ gông là cái linh hồn nha, linh hồn của thương hiệu đồng hồ đô. À, ok anh em, quá đẹp anh em ha. À, quá đẹp cho một chiếc đồng hồ đồ đúng nghĩa sinh giờ còn mới tinh anh em. Trong vài chục chiếc sẽ có giật vài chiếc anh em. Đó, hoặc đó nó sẽ rất là đẹp anh em. Đó, anh em nhớ nha. Đó, không phải lúc nào cũng có con đẹp đi chơi nha anh em. À, giá cả nó cũng tùy thuộc theo cái đầu chất ha. Đó, chơi đồng hồ cũng vậy nè, không có gì giống như chơi xe hay là chơi bất cứ cái môn nào cũng vậy. Cái gì mà nó đẹp là nó đắt. À, còn cái gì mà nó giá nó mềm thì chắc chắn nó phải có cái gì đó thì giá nó mới mềm anh em ha. Cho nên là mua càng rẻ thì sửa càng mắc, mua càng mắc sửa càng rẻ. Câu châm ngôn chưa bao giờ là sai hết nha anh em. Tiền nào là của đó nha. Ok nè, với mức giá là 3.900.000 đồng anh em ha, đã bao gồm bảo hành và vận chuyển. Cái thứ hai anh em hãy cho em một nút đăng ký, một nút chuông kế bên để nhận thông báo em sẽ review những chiếc đồng hồ, những món đồ xưa gửi đến cho mọi người tham khảo. Cảm ơn mọi người đã xem clip, hẹn mọi người vào video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.